Lên nào, ngày hôm nay quên bà sao? Mình cùng nhau ăn nhé. Vị umami có trong Ajinomoto giúp cân bằng vị chua, ngọt, mặn, đắng, giúp cho nước trộn thêm đậm đà, chuẩn vị. Xuân sắc. Em muốn anh nấu món nào nữa không? Còn nhiều món ngon, vào đây chọn nhé. Ajinomoto, cùng Nam hạnh phúc.